Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đến với sân vận động Anh Dũng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương để đón xem trận bán kết thứ nhất giải bóng đá Ngọc Lặc Hội Đồng Hương Ngọc Lặc lần 5 năm 2022, cuộc đọ sức giữa Mỹ Tân FC, nhà đương kim vô địch, và Lục Thịnh FC. Đây là một trận đấu chắc chắn nó sẽ chứa đựng rất nhiều những bất ngờ thú vị, và chúng ta hãy cùng chờ xem những điều bất ngờ thú vị có đem đến với trận đấu này hay không. Khi Lục Thịnh FC họ đã làm cho tất cả giới chuyên môn phải ngạc nhiên khi xuất sắc có mặt ở bán kết, khi đánh bại Thúy Sơn với tỷ số đó là 4-3, trong khi Mỹ Tân FC họ thể hiện khả năng và bản lĩnh kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch khi đánh bại Ngọc Dương cùng với tỷ số sát nút đó là 5-4. Đó là hai kết quả của hai trận đấu thứ kết mà chúng ta hãy cùng chờ xem. Như vậy là trọng tài đã cho hiệp thi đấu đầu tiên được bắt đầu. Lời đe dọa đầy sức nặng đầu tiên mà bên phía Mỹ Tân FC vừa tạo ra ở trận đấu này, và người vừa có pha ra chân đầu tiên đó là Văn Tuấn sẽ có pha đá phạt góc đầu tiên dành cho Mỹ Tân FC. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên thì cao thủ áo xanh họ đang tràn lên hòng tìm kiếm bàn thắng để tạo nên lợi thế ở trận đấu này. Để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình danh sách đăng ký thi đấu của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Về phía Mỹ Tân FC, họ ra sân với trang phục truyền thống quen thuộc đó là áo xanh màu quần xanh navy. Bảo vệ khung thành bên phía trái, màn hình nhỏ của quý vị và các bạn rất nhanh, không được, đó là pha cắt bóng đến từ Văn Thịnh. Đúng là Lộc Thịnh không phải là một đối thủ vừa. Họ vừa tạo ra áp lực về phía khung thành của cao thủ áo xanh. Đội hình bên phía Mỹ Tân FC họ ra sân với trang phục màu xanh. Bảo vệ khung thành bên phía trái, màn hình nhỏ của quý vị và các bạn với thủ môn mang áo số 1 đó là Văn Sĩ, số 3 Đình Huy, số 5 Tuấn Anh, số 6 Đại Thắng, số 7 Văn Định, số 8 Văn Hải, Văn Khải, số 9 Văn Tuấn, số 10 Văn Thịnh, số 11 Ngọc Trinh, số 12 Văn Cường, số 13 Văn Phương. Và số 15 đó là Khánh Bình. Như vậy là đã có bàn thắng đầu tiên. Rất bất ngờ. Bàn thắng đầu tiên dành cho Mỹ Tân FC. Và người ghi bàn ở trận bán kết một đó là Văn Định, cầu thủ mang áo số 7. Rất nhanh. Lợi thế quá lớn đang thuộc về Mỹ Tân FC. Trong khi Lộc Thịnh FC họ ra sân với trang phục áo hồng màu quần xám, bảo vệ khung thành bên phía phải, bàn nhỏ của quý vị và các bạn. Với cao thủ đó là Văn Tuấn, số 5 Văn Hải, số 6 Trường Chavi, số 7 Minh Hải, số 8 Quang Đức, số 9 Văn Vương, số 10 Văn Đạt, số 11 Sĩ Thùng, số 17 Quốc Nhân, số 18 Văn Sơn và số 36 đó là Doãn Cường. Đó là danh sách đăng ký thi đấu của hai đội ở trận đấu này. Những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất thì hai đội cũng đã chơi 50-50. Trường Savi, ngôi sao sáng nhất bên phía đội hình, không được. Lần này thì bóng đi ngay vào vị trí của Doãn Cường, rất hay. Hơi sửa lưng một chút, vẫn đang là các áo xanh bọc lót cho nhau tốt, không được. Đó là pha ra chân đến từ Khánh Vinh. Văn Tuấn rất khó chịu với những tình huống đeo bám liên tiếp. Trường Savi không được. Đường chuyền của Văn Định vẫn là Trường Savi. Chính xác. Văn Vương rất đẹp đây. Một thoáng giật mình, quá đáng tiếc dành cho Văn Tuấn. Đó là đường chuyền mang tính đột biến rất cao. Văn Thính vẫn đang là Thính. Đường chuyền tuyệt vời, không vào. Khánh Bình, Khánh Bình. Như vậy là trọng tài đã cắt còi. Sẽ có tình huống đá phạt dành cho cao thủ Mỹ Tân FC.
Người vừa bị phạm lỗi đó là Khánh Vinh. Lộc Thành FC cần phải hết sức dè chừng với cái tên Khánh Vinh, người có những pha ra chân từ xa với lực đi rất mạnh. Và đặc biệt là thủ quân Văn Tính, một đội hình có chiều sâu và rất đồng đều. Mỹ Tân FC họ đang dần khẳng định được vị thế của nhà đương kim vô địch. Đó là pha cắt bóng tốt, Văn Vương tiếp cận và phá bóng an toàn. Văn Tuấn không có gì khó khăn dành cho Doãn Cương. Người đánh đầu cắt bóng thành công đó là Văn Tính. Trường Savi, Văn Tính rất mềm mại, những pha xử lý bóng cực kỳ kinh nghiệm. Sĩ Tùng, đây là Doãn Cương. Sẽ có ném đá biên dành cho các thủ Lộc Thành FC. Rất chính xác, đó là pha phá bóng kịp thời đến từ Sĩ Tùng. Không như vậy là trọng tài xác định bóng đi hết đường bên ngang. Trường Sa Vi, Văn Tính quá kinh nghiệm. Văn Tuấn, đây là Văn Định. Chính xác, Trường Sa Vi không cửa. Đó là đường chuyền của ý đồ. Tuy nhiên tình huống lui về quá nhanh của Văn Tuấn. Hai đội vẫn đang chơi 50-50. Bàn thắng đã đến với cầu thủ Mỹ Tân. Khá bất ngờ những phút đầu tiên. Tuy nhiên thời gian trận đấu vẫn còn rất nhiều và cơ hội vẫn đang chia đều cho cả hai. Lợi thế hiện tại vẫn đang nghiêng về Mỹ Tân FC với bàn thắng duy nhất của Văn Định. Với một thế trận đang giằng co thì sự tỏa sáng của một cá nhân ngôi sao và đặc biệt những tình huống bàn bật có độ chuẩn xác cao, nó sẽ đem đến cho đội nhà. Dứt điểm không được, một pha ra chân rất mạnh của Sĩ Tùng. Tuy nhiên đó là tình huống mà Văn Sĩ đã hết sức cảnh giác. Văn Sĩ vẫn đang thể hiện sự chắc tay và phong độ xuất sắc của anh đã giúp cho đội nhà có mặt ở bán kết. Vào đến vòng bán kết thì không có đối thủ nào gọi là dễ ăn. Văn Tuấn, đây là Văn Tính. Văn Tính không vào. Một pha đổ người nhanh như điện của thủ môn Doãn Cường. Đó là tình huống của thủ quân bên phía Mỹ Tân FC đã có pha dốc bóng cực kỳ ấn tượng và anh ra chân vào góc xa. Tuy nhiên Doãn Cường đã chơi cực kỳ chính xác. Cả hai thủ môn vẫn đang chơi hay. Doãn Cường và Văn Sĩ vừa có những tình huống đổ người tuyệt vời để cứu thua cho đội nhà. Trọng tài xác định lỗi cao chân. Đó là lỗi cao chân của Văn Định. Một hành động rất fair play đến từ cả hai. Giải bóng đá Hội đồng Hương Ngọc Lặc ở khu vực phía Nam, nó đang đem đến một trong những giải đấu quy mô chuyên nghiệp và cực kỳ ấn tượng ở khu vực bóng đá Thanh Hóa tại miền Nam. Những người con xa quê đang sinh sống, học tập, làm việc ở khu vực Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai và các tỉnh lân cận đang có những ngày hội bóng đá thực sự. Và đặc biệt ban tổ chức giải bóng đá Hội đồng Hương Ngọc Lặc không những đem đến một trong những môn thể thao vua mà hiện nay đang đi đến những vòng đấu cuối cùng mà họ đang có được thành công với các nhà tài trợ. Đó là các nhà tài trợ rất tuyệt vời để có một giải đấu thành công. Và các nhà tài trợ còn hướng đến những việc làm thiện nguyện dành cho những hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà và kể cả hiện tại ở khu vực miền Nam. Đó là những gì mà những người con xa xứ của Ngọc Lặc
đang làm được rất nhiều điều. Một trong những huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa đang tạo ra một sức hút tuyệt vời. Và xin thay mặt ekip truyền thông trực tiếp bóng đá, chúng tôi xin kính chúc ban tổ chức, các nhà tài trợ và các đội bóng chúng ta thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thành công. Hoàn Thính. Và tranh chấp đến từ Khánh Vinh. Đường chuyền rất hay. Văn Tuấn, đấy là phán định. Không được. Bóng đi ngay vào vị trí của Doãn Cường. Văn Vương. Một bóng khá nguy hiểm. Như chúng tôi vừa phân tích, Khánh Vinh là một trong những cầu thủ có thể ra chân ở những pha ra chân với lực đi rất mạnh và quỹ đạo đi cực kỳ khó chịu. Hệ thống phòng ngự bên phía Lộc Thịnh FC cần phải hết sức cảnh giác với cầu thủ mang áo số 15. Nếu như để lộ khoảng trống ở trước diện khung thành thì đó là một điều rất khó khăn dành cho Doãn Cường. Trường Savi rất hay. Dứt điểm đây. Không vào. Đó là pha tiếp cận và ra chân của Văn Vương. Tuy nhiên trước đó phải dành lời khen cho pha xử lý cực kỳ mềm mại đến từ Trường Savi. Một cái tên mà có thần tượng đó là Savi Hernandez, tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá Tây Ban Nha và câu lạc bộ Barcelona. Hiện nay ông đang là huấn luyện viên cho câu lạc bộ Barca, đội bóng của xứ Catalan. Không vào. Chỉ cần chạm bóng thôi là chắc chắn có bàn thắng rồi. Một pha căng ngang cực kỳ khó chịu. Đúng là Lộc Thịnh họ đang thi đấu càng đá càng tự tin và càng tỏ ra cực kỳ lợi hại ở những tình huống tổ chức lên bóng. Văn Tuấn. Đá phạt dành cho Mỹ Thần. Người với thứ phạt đó là Văn Tuấn. Hai người tên Tuấn vừa va chạm nhau. Điều kiện chính ở trận đấu ngày hôm nay đó là hai trọng tài. Trọng tài Huy Sato và trọng tài Văn Thắng, hai trong những trọng tài rất công tâm của làng bóng đá phủ khu vực miền Đông Nam Bộ. Đứng trước tình huống đá phạt đang là Khánh Vinh. Khánh Vinh. Bóng không qua hàng rào. Rất mềm mại. Lợi thế dành cho Mỹ Thần. Đó là Văn Thính. Không được. Văn Tuấn. Vẫn là Văn Tuấn. Phút thứ 13 có hiệp thi đấu thứ nhất và tỷ số vẫn đang có lợi dành cho các thủ Mỹ Thần FC với pha lập công duy nhất đến từ Văn Định. Trường Savi không được. Trọng tài không cắt khỏi. Sĩ Tùng. Đó là pha ra chân xa. Văn Tính. Văn Tuấn. Pha cài người khá khôn ngoan của Văn Tuấn. Bóng đi hết đường bên dọc. Như vậy là Văn Tính được rút ra sân nghỉ và thay đó là Ngọc Trinh. Văn Tuấn cũng đã được rút ra sân nghỉ và có sự góp mặt đến từ Văn Cường, cầu thủ mang áo số 12. Một lực lượng khá hùng hậu và đồng đều bên phía Mỹ Thần FC giúp cho họ có được những lựa chọn tốt nhất. Không được. Khánh Vinh vừa có pha cài người khá kín. Tuy nhiên đó cũng là tình huống mà cầu thủ mang áo số 6 đã xử lý tốt và sẽ có phản góc dành cho Mỹ Thần. Xin lỗi là Lộc Thịnh FC. Trường Savi. Sĩ Tùng. Và phá bóng an toàn. Đình Huy. Rất nhanh. Đó là Đình Huy. Trận đấu đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đình Huy. Đây là Khánh Vinh.
Ngọc Trinh. Đây là Văn Khải, không được. Một thoáng giật mình, tuy nhiên Doãn Cương đã làm chủ được tình hình. Doãn Cương cũng đã chơi khá tập trung. Những tình huống áp sát liên tiếp bên phía cầu thủ Vital FC đang gây ra sự khó khăn nhất định dành cho những tình huống tổ chức lên bóng bên phía Lộc Thịnh. Rất hay. Tuy nhiên đó là tình huống là Sĩ Tùng đã đọc bài. Vẫn có phạt góc dành cho cầu thủ Áo Xanh. Dứt điểm không được. Đó là pha chạy cắt mặt và ra chân của Văn Khải. Anh cắm mà. Một cầu thủ Milan FC đang bị đau. Thời tiết hiện tại là tương đối nắng và chắc chắn điều này sẽ khiến cho cầu thủ của cả hai mất nhiều sức ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất. Trận đấu cũng đang trôi dần về những phút cuối ở hiệp thi đấu đầu tiên. Tỷ số vẫn đang có lợi dành cho nhà đương kim vô địch với tỷ số là 1-0. Và lập công duy nhất đến thời điểm hiện tại do công của Văn Định, cầu thủ mang áo số 7 bên phía Mỹ Thần FC. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại của hiệp thi đấu đầu tiên thì cầu thủ Lộc Thịnh FC vẫn đang tạo nên một thế trận khá cân bằng. Số cơ hội của cả hai là ngang nhau. Trường Savi. Trọng tài đã cắt còi. Và đó là tình huống thối phạt đối với Văn Khải. Thế trận đang giằng co và rất khó khăn để tìm kiếm được đường vào khung thành của Văn Sĩ. Ở một tình huống cố định, nó đem theo hy vọng dành cho Lộc Thịnh FC. Và họ đang rất quyết tâm để tìm kiếm được hướng ra tốt nhất cho pha phối hợp đáp phạt. Sĩ Tùng. Đó là Trường Savi. Rất chính xác, không được. Quá đáng tiếc, Văn Tuấn có một thoáng xuất mình và anh không khống chế bước một thành công. Một tình huống đáp phạt tương đối hay của cao thủ bên phía Lộc Thịnh. Đình Huy. Doãn Cương. Đó là pha bóng mà Văn Khải đã kèm người khá khôn ngoan. Trận đấu vẫn đang diễn ra với thế trận khá cân bằng. Trọng tài đã cắt còi và sẽ có tình huống đá phạt tiếp theo. Khoảng cách của tình huống đá phạt khoảng 10 mét. Nó gần giống với vị trí mà cao thủ Lộc Thịnh FC được hướng tình huống đá phạt trước đó. Đó là tình huống phối hợp hay. Và chúng ta hãy cùng chờ xem với tình huống đá phạt tương tự thì có bất ngờ được tạo ra ở pha đá phạt. Và chính Sĩ Tùng cũng là người đang đứng trước tình huống đá phạt. Sĩ Tùng không được. Lực đi của quả bóng mạnh, tuy nhiên nó thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết. Văn Khải. Đường chuyền của Iro dành cho Đình Huy. Rất tốt. Đá biên dành cho Lộc Thịnh FC. Nhưng mà đã có bàn thắng sao hả? Và người ghi bàn không ai khác đó là Trường Savi. Một pha ra chân như trái phá của Trường Savi. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng dành cho Lộc Thịnh FC ở trận đấu này. Và cách biệt đã được san lấp. Tỷ số trận bán kết ở hiệp thi đấu đầu tiên đang là 1-1. Rất ít cơ hội và Trường Savi đã cụ thể hóa một pha ra chân ở khoảng cách tương đối xa. Tuy nhiên lực đi là quá góc hiểm và bóng xuyên qua một rừng chân khiến cho thủ môn Văn Sĩ
chỉ biết đứng nhìn. Đó là một tình huống cực kỳ khó chịu. Khánh Vinh. Đó là Phan Tính. Những tình huống đeo bám cực kỳ khó chịu. Như vậy là Văn Đạt, cầu thủ mang áo số 10 cũng đã được tung vào sân bên phía Lộc Thành Chelsea. Ra chân rất nhanh, đó là tình huống Văn Vương đã tiếp cận và ra chân nhanh. Và đó là cũng tình huống cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên trận bán kết giải bóng đá Hội đồng Hương Ngọc Lạc lần 5 giữa Mỹ Tân FC và Lộc Thành FC. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số là 1-1. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với hiệp 2 của trận đấu này. Thank you.
Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với hiệp thi đấu thứ hai, trận bán kết 1 giải bóng đá Hội đồng Hương Ngọc Lạc lần 5 năm 2022. Cuộc đua sức giữa Mỹ Tân FC và Lộc Thiện FC. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì hai đội đang tạm hòa với tỷ số là 1-1. Các thủ Mỹ Tân FC là những người ghi bàn mở tỷ số trước do công của Văn Định. Và những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai, xin lỗi là thứ nhất, thì Trường Sa Vì với một tình huống ra chân táo bạo, anh đã đánh bại hoàn toàn Văn Sĩ và đó là bàn thắng cực kỳ quan trọng. Rất nhanh, đưa bóng vào, không được. Đó là tình huống mà Khánh Vinh đã dâng cao. Đá biên dành cho Lộc Thịnh. Đúng là hiệp thi đấu đầu tiên thì khi đã có mặt ở bán kết thì chúng ta không thể lường trước được bất cứ một chuyện gì. Và thủ Lộc Thịnh FC chơi một thế trận khá ngang cơ. Những tình huống che chắn và xử lý khá hay của Trường Sa Vì ở hiệp thi đấu đầu tiên. Đó là những trong những điều tuyệt vời mà Lộc Thịnh FC có được. Trường Sa Vì rất nhanh. Trường Sa Vì không được. Công vào. Vẫn công vào. Một pha ra chân táo bạo của Sĩ Tùng. Bóng có lực đi quá căng và thủ môn Văn Sĩ đã bỏ bóng bật ra. Trường Sa Vì có mặt, tuy nhiên pha ra chân cuối cùng của anh bóng hơi cao. Vẫn là Văn Sĩ. Sẽ có đá biên dành cho Mỹ Tân. Trận đấu vẫn đang diễn ra với thế trận rất giằng co. Cả hai tạo ra những cơ hội ngon ăn. Trường Sa Vì. Đó là pha cắt bóng đến từ Văn Thính. Như vậy là trọng tài xác định sẽ có đá biên dành cho Mỹ Tân. Văn Thính. Không được. Văn Tùng đánh đầu, bóng đi hết đường bên ngang. Và sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ áo xanh. Dứt điểm. Trọng tài đã cắt còi. Và kèm theo đó là một chiếc thẻ vàng. Và chiếc thẻ vàng cho cầu thủ mang áo số 11 đó là Ngọc Trinh. Một tình huống mà trọng tài Văn Thắng đã xử lý rất quyết đoán. Rất nhanh. Văn Thính đã cắt bóng thành công. Không được. Ở trận đấu này thì có rất ít những khoảng trống được tạo ra. Cả hai đội đang thi đấu khá chặt chẽ ở khu vực sân nhà. Và họ quyết tâm với tình huống tổ chức lên bóng về phía khung thành của hai bên. Và chúng ta hãy cùng chờ xem với thế trận hiện tại cả hai đang giằng ra thì ngôi sao nào sẽ tỏa sáng để đem về lợi thế cho đội nhà. Hiện tại Văn Đạt đang được bố trí chơi cao nhất. Anh đang được chơi vị trí pivot. Ngọc Trinh. Không được. Một pha bóng mà Văn Thính đã di chuyển trước đó, trước đường chuyền của Ngọc Trinh. Văn Tuấn. Văn Tuấn và Sĩ Tùng là hai người đang chơi thấp. Trường Sa Vì không được. Khánh Vinh cắt bóng kịp thời. Đá biên dành cho Lộc Thịnh. Các tên Trường Sa Vì vẫn đang rơi ra, gây ra quá nhiều khó khăn dành cho Mỹ Tân. Không có gì khó khăn dành cho Văn Sĩ. Đây là Văn Tính. Văn Tuấn. Trọng tài đã cắt khỏi.
và kèm theo đó là một chiếc thẻ vàng. Như vậy là thẻ vàng đã được cân bằng. Tỷ số đang là một đều và thẻ vàng cũng đang là một đều. Mỗi bên đều nhận được một chiếc thẻ vàng từ tay các vị trọng tài ở hiệp thi đấu thứ hai của trận bán kết 1. Bóng đi hơi cao. Ngay đầu không được. Một pha ném bóng khá chính xác. Đáng tiếc là Văn Đạt đã không tiếp cận thành công. Đó là Văn Thính. Đường chuyền nhắm đến vị trí của Tuấn. Rất khó để tìm ra khoảng trống ở trận đấu này. Và hai đội đang tìm cách với những tình huống bóng dài. Trường Savi. Văn Tuấn. Đó là pha bóng của Văn Tùng đã lùi về rất nhanh. Trường Savi. Không qua được Văn Tuấn. Một bóng khá nguy hiểm. Văn Tuấn. Sĩ Tùng đã lùi về rất nhanh. Đó là tình huống pha bóng an toàn của Văn Đạt và sẽ có đá biên dành cho Mỹ Thần. Văn Tuấn. Một bóng khá nguy hiểm. Trường Savi không được. Và đã là Trường rất quyết tâm. Khánh Vinh. Đây là Văn Tuấn. Dứt điểm. Vẫn chưa có khoảng trống. Đó là tình huống xử lý bóng đến từ Ngọc Trinh. Văn Tuấn. Văn Vương vừa được trở lại sân và người được rút ra đó là Văn Đạt. Sĩ Tùng cũng rời sân và anh nhường vị trí cho Văn Hải. Ngọc Trinh. Một bóng khá nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Không được. Trường Savi. Sẽ có phạt góc dành cho Lộc Thượng FC. Và Văn Đình cũng đã được trở lại sân, người ghi bàn duy nhất cho Mỹ Thần ở thời điểm hiện tại. Bóng vẫn còn. Đó là pha xử lý khá ngọt trước đó của Văn Hải. Văn Đình. Không được. Một pha đánh đầu ngược khá hay của Văn Vương. Thế cân bằng ở trận đấu này vẫn chưa được phá vỡ thêm một lần nữa. Tỷ số hiện tại vẫn đang là một đều. Văn Định. Đó là pha cắt bóng tốt. Văn Tuấn. Có quá ít khoảng trống được tạo ra ở trận đấu này. Văn Tuấn cũng đang chơi rất nhiệt bên phía cầu thủ Lộc Thượng FC. Sĩ Tùng vừa trở lại sân. Dứt điểm không vào và bắt bóng chắc tay của thủ môn Doãn Cường. Đó là tình huống Văn Tuấn đã thoát xuống hiếm hoi.
Đó là Văn Anh. Bóng vẫn còn. Văn Tuấn. Đó là pha phá bóng rất quyết đoán. Người vừa có tình huống phá bóng thành công đó là Văn Vương. Sự quyết tâm của hai đội. Không vào. Thủ môn Doãn Cường đã làm chủ được tình hình với hai nhịp chạm bóng. Rất chính xác. Văn Định. Đúng là một trận bán kết sống còn. Cả hai thể hiện một sự quyết tâm rất cao. Có quá ít những thời gian và không gian dành cho cầu thủ của hai đội để khống chế bóng một cách dễ dàng. Văn Hải. Đó là tình huống ra chân ngay của Văn Hải. Không được. Văn Tuấn. Đó là Văn Định. Văn Định. Khánh Bình. Sẽ có phạt góc dành cho các thủ áo xanh. Băng ra cắt bóng rất nhanh. Văn Định. Khánh Vinh rất mềm mại. Văn Vương. Không được. Một pha ra chân khá táo bạo của Vương. Sĩ Tùng. Sĩ Tùng. Không được. Đó là Văn Thính. 3 đánh 2. Văn Thính. Phản công dành cho Lộc Thịnh. Đó là Khánh Vinh. Một pha ra chân quyết đoán. Rất may cho Doãn Cường. Lực đi quả bóng là quá mạnh. Và sẽ có tình huống phạt góc dành cho Mỹ Tân. Văn Tính. Hai đội đang chơi quá quyết tâm. Và sẽ có một phút hội ý dành cho Lộc Thịnh ở hiệp thi đấu thứ hai. Đúng là trận đấu vẫn đang diễn ra một kịch bản khá cân bằng. Một trận bán kết mà Mỹ Tân được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên bóng đá đó luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị. Và ngày hôm nay các vị cầu thủ bên phía Lục Thịnh FC họ đang tạo ra một thế trận đôi công với nhà đương kim vô địch. Và hiện tại thì tỷ số vẫn đang là 1-1. Ta tiếp tục đến với những phút tiếp theo của trận bán kết thứ nhất giải bóng đá Hội đồng Hương Ngọc Lạc lần 5 năm 2022, cuộc đoàn sức giữa Mỹ Tân FC và Lộc Thịnh FC. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-1. Cầu thủ bên phía Mỹ Tân FC là người ghi bàn trước do công của cầu thủ mang áo số 7, đó là Văn Định. Tuy nhiên ở những phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên thì Trường Sa Vi đã thiết lập thế cân bằng và hiện tại hai đội vẫn đang chia nhau mỗi đội một bàn. Không được. Bàn thắng thứ hai. Và đó cũng là cú đúp dành cho Trường Sa Vi. Rất bất ngờ. Quá bất ngờ trận đấu này. 2-1 dành cho Lộc Thịnh FC. Hợp
Thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều, còn khoảng 5 phút. Và đây là một trong những khoảng thời gian cực kỳ quan trọng dành cho các thủ Mỹ Thuận FC. Đó là pha cài người khôn ngoan của Đình Huy. Như vậy là trọng tài đã cắt còi. Và đó là tình huống mà trọng tài phải nhắc nhở cầu thủ mang áo số 9, đó là Văn Vương. Nếu như Mỹ Thuận FC bị đánh bại và loại bán kết, đây sẽ là một bất ngờ cực kỳ thú vị. Trước trận đấu họ được đánh giá cao hơn cầu thủ Lộc Thành FC, đó là điều đương nhiên. Thì Mỹ Thuận FC thể hiện một phong độ xuất sắc ở vòng đấu bảng và thế ra trận thứ kết. Tuy nhiên họ gặp phải một đối thủ cực kỳ khó chịu. Đúng là trong bóng đá nó luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị. Và bất ngờ đang mang tên Lộc Thịnh ở thời điểm hiện tại. Đó là đường chuyền của Đình Huy. Ở thời điểm hiện tại thì Lộc Thịnh chỉ cần phá bóng càng xa càng tốt. Khung thành không vào, quá thiếu may mắn. Tuy nhiên sẽ kèm theo một tình huống đáp phạt dành cho các thủ áo xanh. Trận đấu đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Đình Huy, Đình Huy, đây là phát định. Đúng là Trường Sa Vi càng thi đấu càng hay. Biết đâu xong giải đấu này thì Trường Sa Vi sẽ lọt vào mắt xanh của rất nhiều những câu lạc bộ nổi tiếng. Không được. Đó là tình huống xử lý bóng đến từ Văn Định. Ở bên ngoài thì các cổ động viên vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình dành cho cả hai. Văn Thính. Đây là Đình Huy. Sĩ Tùng. Văn Tuấn. Văn Tuấn. Đó là pha ám sát đến từ Văn Vương. Văn Tuấn. Và phá bóng liên tiếp của Văn Vương. Trường Sa Vi rất khó chịu. Trường Sa Vi, như vậy là trọng tài đã cắt còi. Và kèm theo đó là tình huống đá phạt dành cho Lộc Thịnh FC. Và thêm một cơ hội ngon ăn nữa dành cho Lộc Thịnh. Thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều. Sĩ Tùng không vào. Tiếp tục một tình huống đá phạt góc dành cho Lộc Thịnh FC. Khánh Vinh trở lại sân. Không có gì khó khăn dành cho Văn Sĩ. Đó là Văn Tính. Đường chuyền hay. Khánh Vinh. Khánh Vinh. Đó là pha đánh chặn của Sĩ Tùng. Đình Huy. Văn Tuấn đã xuất hiện và phá bóng an toàn. Văn Sĩ đã dâng lên. Văn Sĩ không vào. Đó là pha ra chân đầy chất lượng. Đáng tiếc là bóng đi chạy cột. Đánh đầu. Không có tình huống chạm đầu của Trường Sa Vi. Văn Sĩ đã băng lên rất nhanh. Văn Sĩ. Quả bóng rất mạnh của Văn Tuấn. Đây là Văn Sĩ. Đình Huy. Văn Định. Văn Định. Không có gì khó khăn dành cho Doãn Khương. Văn Định không được. Quá đáng tiếc, đó không phải là tình huống ra chân. Mất bóng khá nguy hiểm. Sĩ Tùng. Sĩ Tùng. Không có gì khó khăn dành cho Văn Sĩ. Đó là Đình Huy. Khánh Vinh.
Đình Huy. Một tình huống trượt chân của Đình Huy. Văn Sĩ. Vẫn là Văn Sĩ. Văn Tuấn. Không được. Chỉ cần chuẩn xác thôi thì ngay lập tức khung thành của Văn Sĩ sẽ báo động. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu thứ hai đã hết. Và sẽ có 2 phút thi đấu bù giờ cho trận bán kết 1. Văn Sĩ. Trận đấu đang diễn ra một kịch bản quá điên rồi. Lộc Thịnh là những người đang có lợi thế dẫn bàn. Đó là Trường Sa Vi. Rất hay. Không được. Trường Sa Vi. Vẫn đang là các thủ Lộc Thịnh. Không có điểm cắt nào được tạo ra. Tuy nhiên vẫn có tình huống đá biên dành cho Lộc Thịnh. Trận chung kết đang gọi tên Lộc Thịnh FC. Thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều. Xin lỗi, là thời gian thi đấu bù giờ không còn nhiều. Văn Tuấn đã đọc tình huống và có mặt kịp thời. Đình Huy. Đình Huy. Một pha bóng rất chắc tay của thủ môn Doãn Khương. Các cổ động viên đang rất ấn tượng với màn trình diễn của Doãn Khương ở thời điểm hiện tại. Họ đang khá phấn khích. Trọng tài đã nhìn đồng hồ. Thời gian đang đếm ngược. Rất hồi hộp. Như vậy là Văn Tuấn đã được trở lại sân. Đến giây phút cực kỳ kịch tính như trận bán kết 1. Đó là Văn Tuấn. Nhưng mà là đúng lúc này trọng tài cũng đã đội còi kết thúc trận bán kết 1. Cuộc đọ sức giữa Mỹ Tân FC và Lộc Thịnh FC. Một cơn địa chấn đã được tạo ra. Lộc Thịnh FC xuất sắc đánh bại Mỹ Tân với tỷ số là 2-1 sau khi họ bị dẫn trước. Xin chúc mừng Lộc Thịnh FC và họ sẽ có mặt ở chung kết. Và tới đây chúng tôi cũng xin nói lời chào tạm biệt và hẹn lại ở trận đấu tiếp theo.